Đây, Video Insight chào các bạn nhé. Chia sẻ với quý vị một cái cốt anh làm cách đây 6 năm. Đây là cái... là chỗ nào là chỗ quay phẫu thuật. Vâng. Mà cái này là ngọn của một cây và gốc của một cây. À thế ạ. Chứ không phải là một cây này đâu. Vâng. Nó là một đôi trực. Một đôi trực. Mỗi phẫu thuật một nhát ở đây. Đấy. 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 Gốc là một cây khác, ngọn một cây khác quý vị ạ. Đúng rồi. Mà anh sập vào cách đây 6 năm. Anh còn cái ảnh đấy không ạ? Anh nó nhuyễn màu này lúc anh... đấy thì lúc đó thì mình lại làm mà không để ý. Tiếc nha. Em mà còn cái đấy cho quý vị xem. Đây. Chỗ này đây. Phần gốc đây quý vị này. Đấy, gốc của một cây. Wow. Mình làm như vậy nó sẽ giữ được cái tuổi của nó. Vâng. Đây này, em ơi. Dạ, đâu ạ? Cái chỗ đây, chỗ chặt đâu anh? Các rễ của nó đang bông xuống này, từ trên này xuống dưới này nó vẫn còn, bây giờ nó còn phần hơi hằn hằn đây này. À đây. Đấy, đây, chặt đây đúng không ạ? Vâng, trăm cái rễ ở xung quanh cái đường kính này. Vâng. Nó đâm từ cái này xuống, nó sẽ ăn xuống dưới của cái bì của con này. À. Và bây giờ nó nhuyễn màu rồi. Nhưng mà em như này này, quan trọng nhất là anh chọn được cái màu da nó giống nhau còn nhận. Thì phải cùng tuổi và cùng vùng miền. Đấy, nhờ công nhờ. Quan trọng nhất là vì một thân cây bỏ đi thì không sao, nhưng mà đây là hai cái khác nhau. Anh ghép vào. Nó là một đôi. Vâng. Một đôi. Người mua một đôi để về thì xong nghiên cứu mãi chả biết làm thế nào. Vâng. Thế một cây thì nó có cái gốc được. Dạ. Vậy là anh đưa thêm cái này vào. Đấy. Không à? Cái này nhà. Cái đấy là anh chỉ kéo xuống thôi. Vâng. Cái này là anh ghép sập xuống. Ừ, một cây gốc và một cây ngọn. Vâng. Hai cây khác nhau. Dạ. 6 năm rồi đấy. 6 năm liền. Cây này cái cành này trước nó phải vươn lên tới đây. Đúng rồi. Còn anh về anh sập xuống. Đấy quý vị ạ. Còn cách làm thì như video trước anh ấy chia sẻ rồi. Mình cứ làm sao để dưỡng cho nó tốt thôi, để nó ra rễ, để nó tiếp nhựa của thân này và thân này liền với nhau là thành công, đúng không anh? Rễ của cái khúc bên trên nó sẽ ra. Vâng. Nó ra được phát thì nó tìm dinh dưỡng. Vâng. Đúng không? Thì vâng. Nó sẽ chỗ nào mà dinh dưỡng nhiều nhất thì nó sẽ ăn vào thôi. Dạ vâng ạ. Thì cái chỗ mình cái vết cắt thì của mình nhựa nó vẫn đang ứa lên thì nó sẽ vâng. Dinh dưỡng nhiều nhất thì nó sẽ tìm đến. Tuyệt vời. Bơm xuống bên dưới này. Vâng. Thì nó sẽ liền. Vâng, nhất trí ạ. Đấy. Mình làm mùa nào được anh? Làm trọng... mùa nào cũng được. Nhưng mà phải giữ tốt. Làm vào cái mùa xuân thì nó tốt nhất ạ. Tức là Tết ra là tốt nhất đúng không anh? Mình dễ hơn. Vâng, quý vị nhá. Mùa xuân nó dễ hơn. Thì là cắt nó nhanh ra dễ hơn anh nhỉ? Vâng, ok. Cây nào muốn cắt, muốn sập thì tháng nữa. Đúng không? Đấy. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Anh ơi, em nhìn thấy ở đây bên này là ngày xưa là Đây cái dân đây hả em? Vâng, đấy. Cái vết này là vết anh cắt này. Cái anh xoay. Cắt đứt hẳn à? Anh cắt anh xoay đúng rồi. Cái tay này này. Vâng. Cái tay này là bên kia. À. Bên kia là xoay ngược lại 180 độ. Anh xoay 180 độ nhá. À vâng, 180 độ. Anh xoay 180 độ cái nhát này. Vâng. À đây vậy anh có hình ảnh anh xoay đây đúng không ạ? Và để em chia sẻ với quý vị đây hình ảnh ngày trước anh xoay đây quý vị nhá. Và được mấy năm rồi anh nhỉ? Nhát này nhát đầu tiên đến bây giờ là 3 năm, hơn 3 năm rồi này. Hơn 3 năm, vâng. Đó, cái này thì anh mới làm năm ngoái này. À, cái này anh mới làm năm ngoái ạ. Cái đây là nó cái cổ nó đơ này. Vâng. Cái này còn một khúc nữa, khoảng 20 phân. Trên. Vậy anh cắt, anh vứt hẳn khúc cái ra. Đúng rồi. Sau anh dập nó xuống. Anh dập xuống và anh cũng xoay thêm. Vâng, xoay làm sao cho nó hợp lý cái dáng của nó. Ui. Đây là đinh này. Ồ. Đó. Con này là anh vừa làm xong ngoái thì nó vẫn chưa được liền. Vâng vâng, đây cũng đang vỡ rồi anh ạ. Cây này thì anh làm mấy phát liền cơ. À vâng. Đây cái tay bên kia, cái tay này thế này. Vâng. Cái tay này là anh cũng vào bỏ đi khoảng 20 phân. Vâng. Bỏ đi khoảng 20 phân. Tuyệt vời nhỉ, anh nhỉ. Cảm ơn anh Hưởng đã chia sẻ. Vâng, cái lối làm cây làm sao cho nó. Đấy. Đúng rồi, và mùa xuân thì nó an toàn, dưỡng nó nhàn hơn. Vâng, tuyệt vời. Đang phải chờ mua hay đinh chuyên dùng của anh. Đinh của đa hội anh ấy. À, đinh quê anh. Đinh quê anh à? Đinh quê đa hội là tốt nhất. À thế ạ. Mua đinh của đa hội đó. À đinh gia hội à anh.
quý vị mà có ý tưởng mua đình thì nên lên đa hội đúng không? Mua đình đa hội và đóng cây là tốt nhất. Đây là bằng chứng là không khử trùng gì cả mà không bị nhiễm trùng. Vâng. Đóng ở đây vẫn ra cây vẫn khỏe. Vâng. Nói chung là em thật anh không hổ danh là hưởng thép đấy. Đến nỗi giờ cây anh còn đang gắn vào nhau như vết hàn như này. Làm thép nó quen rồi. Làm thép nó quen rồi. Ứng dụng thép cho cây. Dạ vâng. Chỉ cần có cái niềm đam mê thôi là thành công rồi. Vâng. Không, không đúng đúng như thế anh ạ. Nói thì nói làm cái gì mình phải chăm được cái vết thương đấy nó tốt anh nhỉ. Sẽ thành công. Đây vết như này không ạ? Vâng. Đây, thưa quý vị và các bạn nhé, anh Hưởng rất là bộc bạch chia sẻ với quý vị rất kỹ về cách làm cây, anh ghép. Anh cũng là một người chơi cây là cây cổ, anh cũng rất tìm hiểu kỹ để anh giữ những tác phẩm quý. Khi cắt ra đó mình đóng vào này khoảng 3 tháng sau mình mở ra tất cả những cái rễ nó ra mà nó sổ ra ngoài, nó không đâm vào cái này thì bỏ hết đi. Vâng. Lại cắt gọn đi sau lại bó lại. Vâng. Chỉ lấy những cái nào mà nó ra từ đây và nó đâm vào cái bì của thằng dưới này thì mới lấy. Đây là rễ này em. Vâng vâng. Tức là anh chia sẻ lại ạ, tức là khi nào mà anh thấy rễ nó ra anh phải mở cái băng cái ra, anh ngó cái rễ nào mà sổ ra ngoài là anh phải cắt đi. Khoảng 3 tháng. 3 tháng. 3 vâng. tháng nhá, thì trong 3 tháng đó thì ít vâng. nhất là nó có được vài cái nó sang rồi. À em hiểu rồi ạ. Đúng không? Thì cái nào mà nó sủi ra ngoài nó không đâm vào gì cả. Vâng. Thì mình phải cắt đi. Nôm na là cho ăn nhựa từ đây sang đây, không cho ăn ở ngoài vào, đúng không ạ? Đúng rồi, cho rễ nó vào. Đây vâng. là rễ em nhá. Rễ đúng rồi. Không phải là cái da nó lây đâu nhá. Vâng, em hiểu rồi. Thì như vậy nó mới chắc. Vâng, em hiểu rồi. Đấy. Chắc. Thì gọi là nó phát triển được nhanh hơn đúng anh nhỉ. Vâng. Mà nó có nõi. Vâng, em hiểu rồi. Nó có nõi. Vâng. Thì sau nếu như mà cái rễ đây nó sẽ ra rất là nhiều này. Vâng. Thế nhưng mà cái nào nó đâm vào đây thì mình để nhá. Vâng. Cái nào nó tua ra ngoài. Vâng. Thì nó sẽ ăn với cái bầu sữa dừa này. Đúng rồi. Thì nó sẽ lười, nó sẽ vâng, đủ đủ dinh dưỡng nó nuôi rồi đúng không? Đúng rồi. Thì nó không ra thêm cái nữa thì nó sẽ nâu liền. Ủa anh ấy nhìn nó còn đẹp hơn là đẻ vậy anh ạ. Thì khoảng 4 năm là nó nhuyễn màu luôn. Anh nhìn nhỉ. Đúng không? Nó có độ vặn vẹo mà này. Sướng đây ghép như vâng. thợ mộc này chứ đẹp cây quá. Là sao làm này. Chưa thật. Để cho nó lên là sao thế. Thợ mộc. Đúng không ạ? Anh thì các cụ như anh ngày xưa là làm cả nghề thợ mộc. À thế ạ. Cho mình thừa hưởng được cả cái gen thợ mộc và gen thép. Vâng, ok anh. Kết hợp sao vâng. nghệ thuật cây cảnh này. Tuyệt vời. Cảm ơn anh đã chia sẻ nhá. Nên là ai có ý okay. định chơi cây cảnh thì nên qua lớp thợ mộc với lớp hàn thép. Đây xưa, có một cái cốt này anh này. Em thấy anh nhiều nhả nhiều nha. Cách đây 4 năm trước ấy. Vâng. Nó là một cái trực. Dạ vâng. Nó một cái trực nó thẳng đứng như cái tre luôn. Thế nên một nhát cắt đầu tiên là nhát này. Cắt nhát này phát là vật nó ra. Vâng. Vật nó thẳng ra. Vâng. Đó, sau đó đây cái rễ nó bơm sang này. Dạ vâng. Bắt đầu rễ sang bây giờ nó to liền rồi. Vâng. Bắt cầu nó phun từ đây sang. Dạ. Sau phát thứ hai là anh cưa phát này. Vâng. Chữ V phát này, ngóc lên. Ngóc lên. Phát thứ ba này, đây cũng thế, đều là chữ V hết. Mà là cứ anh làm bao năm anh làm một lần này ạ? Cách đây là bao năm là nhá này? Mỗi năm làm một lần. À mỗi năm anh làm một lần đấy ạ, anh chuyển mình như này đấy. Cái này là 4 năm rồi. Vâng, 4 năm. Cái này là ngả ra này. Vâng. Cái này là ngóc lên này, là hai cái này cũng ngóc lên này. Vâng. Và cái này nữa này, là thành một cái chữ C luôn như này. Uầy. Là nó thành đầu tiên là một cái cây như cây tùng. Vâng. Luôn. Nhưng mà sao anh cho ăn cái gì mà nó nhanh thế này anh? Như cột điện luôn em. Anh có cho ăn cái gì không hoặc ngoài nước vậy thôi? Cây thì ngoài nước thì anh cho ăn cái gì nữa mà nó nhanh được như vậy? Không em, cây thì cần nước mà. Vâng. Nhất nước thì phân mà. Vâng. Nước là quan trọng nhất, thứ dạ. hai là sâu bệnh. Sâu bệnh. Mình vâng. kiểm soát được không có sâu bệnh mà đủ nước thì vâng. cây nó sẽ tốt. Còn đây là nhát nào đấy anh? Nhát này là bỏ đi một khúc để sập một khúc luôn cũng cái đã sập à? Cao quá, cái này trước là nó cao. Vâng. Đấy, sập xuống. Thế ạ. Ngày xưa là nó phi thẳng đây chứ anh. Đúng rồi. Phi thẳng đây cắt xong về và nó mất một khúc dài nữa. Em chạm vừa ngóc lên vừa cây này là đại phẫu thuật. Đại phẫu thuật. 4-5 năm rồi vẫn là phôi rồi. Đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 rồi. Bên này rất là 6 rồi. Anh ơi xong rồi anh làm cái gì nhớ gọi em nhá. Okay, anh lên em chia sẻ với quý vị cách làm như thế nào nhá. Ok em. Đấy, quý vị ạ. Chỉnh hình đấy. Cái này đại phẫu thuật đấy. Vâng. Chân đang không kéo trở thành chân thẳng. Đã màn nhỉ. Thế này. À quý vị ạ, anh Hưởng thép mà anh có những cái ý tưởng táo bạo, anh bảo anh là người làm sắt thép mà. Thế anh bảo là anh cắt được, anh hàn được. Trước đây thì cũng bị hỏng đấy nhưng mà 10 năm trở lại đây thì anh bảo anh làm hầu như thành công. Vâng. Thì ngày nào đó gần nhất là video sai là sẽ lên với anh. Để xem anh nhả những cái gì thì mình sẽ chia sẻ cách làm thực tế. Đấy. Con xem đinh này. Lấy tất cả những cái thôi.
sân vườn anh thì còn rất nhiều, nhưng mà video sai là cũng xin phép là không chia sẻ được nhiều. Hẹn quý vị một ngày gần nhất, video sai sẽ lên với anh để chia sẻ những cái lúc anh tạo tác phẩm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nhá. Xin thành cảm ơn.